từ cả hành hạ người khác trở thành người truyền đạo. Chúa đã làm nhiều điều kỳ diệu thông qua các tín hữu của hội thánh sơ khai. Một người đàn ông có tên là Philip đang rất bận rộn với công rất bận rộn với công việc rao giảng về Chúa Giêsu tại một thành phố đông đúc. Nhưng Chúa sẽ đã sai ông đến sa mạc. Tại sao? Vì Chúa biết rằng ở sa mạc có một lữ khách là triều thần của Can Đá, nữ vương Ethiopia. Ông đang trên đường về nhà và đang đọc một quyển sách đặc biệt. Các bạn có thể đón quyển sách nói về điều gì không? Philip văn lời Chúa ngài và Ngài đã đưa ông đến chỗ vị triều thần kia. Người đang đọc lời Chúa nhưng không hiểu ý nghĩa. Ông mời Philip đi cùng mình. Vị quan hỏi Philip, điều này có nghĩa là gì? Khi chiếc xe ngựa đang chạy sóc nảy trên, đen, trên con đường vắng, Bắt đầu bằng đoạn kinh thánh đó, Philip mở miệng rao giảng về Chúa Giêsu. Ông không có phải là nói là điều này có nghĩa là gì mà là điều này là nói về ai? Vị quan người châu Phi liền tin vào những thông điệp đến từ, từ kinh thánh rằng đấng cứ thế Jesus Christ là con trai của Đức Chúa Trời. Nhìn thấy chỗ có nước, ông bèn nói có điều gì ngăn trở tôi chịu phép báp tem không? philip trả lời ngài nếu ông thấy lòng tin ông có thể chịu phép đêm. vị quan đáp tôi tin rằng chúa giêsu christ là con trai đức chúa trời philip chắc ông đến chỗ có nước và làm phép bắp đêm cho ông khi họ lên khỏi nước thánh linh của đức chúa trời đem philip đi mất vì vậy vị quan không còn thấy ông nữa vị quan hăng hoang trở về ethiopia <laughs> nhưng nhiều người căm ghét các tín đồ cơ đốc uh, những những người nhưng nhiều người căm ghét các tín đồ cơ đốc và Etienne. một trong những người bạn của Philip cũng đã bị giết hại bởi đám người giận dữ vì họ không muốn ông rao giảng về Chúa Giêsu. Người đàn ông có tên Sauler đến từ Tạc Sơ đã tham gia chiếc hại Etienne sau lơ căm thử các tín đồ cơ đốc sau lơ luôn đe dọa và tàn sát các tín đồ cơ đốc ông đến gặp vị trưởng tế và xin ủy nhiệm nhiệt thư để toàn quyền bắt bớ tất cả những người theo đạo kể cả nam và nữ đáng thương cho sau lơ người tạc sơ Ông không biết rằng khi ông gây tội lỗi đối với các tín đồ của Chúa thì thực chất ông đã gây tội với chính chức Chúa Giêsu, Ngài đã phải ngăn sau lơ nhưng bằng cách nào? Chúa đã bắt giữ Sau lơ trong lúc Sau lơ đang đi đến đường đi đang trên đường đi đến thành Đa Mát, bỗng có ánh sáng từ trời chiếu đòa xung quanh ông. Sau lơ té xuống và không nghe có tiếng ông nghe có tiếng gọi mình. Sau lơ khóc lóc lại Chúa, ngài là ai? Ta là Chúa mà ngươi đang bắt bớ. run rẩy và đầy kinh ngạc, Sao lơ hỏi, lạy chúa ngài muốn tôi làm gì cho ngài chúa trả lời cùng ông hãy đứng dậy và đi vào thành ngươi sẽ được chỉ bảo những gì ngươi phải làm những người đi cùng sau lơ cũng nghe thấy giọng nói ấy nhưng chẳng thấy ai cả sau lơ đứng dậy và nhận ra mình đã bị mù người ta dắt ông vào thành Đa mát ở trong thành sau lơ ở đó ba ngày mắt không thấy không ăn và cũng không uống Chắc lẽ ông dành thời gian ấy cầu nguyện đến Chúa Giêsu, xu đắng mà ông đã gặp khi trên đường vào thành Đa Mát. Chúa luôn có kế hoạch cho mọi thứ. Tại thành Đa Mát có một môn đồ tên là Ananias. Anania. Chúa sai người này đến cứu Sao Lơ. Anania sợ hãi nhưng vẫn vâng lời Chúa. Khi ông đặt tay lên người Sao Lơ, con mắt bị mù của Sao Lơ được sáng lại và Sao Lơ được đầy dạy thánh linh của Đức Chúa Trời. Sau lơ được báp tên, sau đó ông ăn được trở lại. Ăn xong, ông được phục hồi sức lực, sau lơ càng sức khỏe bởi vì ông có vài việc quan trọng phải làm. Ngay lập tức, sau lơ vào trong các giáo đường rao giảng về Đấng Chris, con trai Đức Chúa Trời. Những ai nghe ông giảng đều ngạc nhiên và nói, không phải ông này đã giết các hại các tín đồ cơ đốc sao? Một vài người bài mưu giết hại sau lơ kẻ thù mới của Saulo ngày đêm canh gác các cổng thành để giết hại ông nếu Saulo rời thành. Nhưng các đồng, đồng môn của ông, những tiếng hữu cơ đốc vào một đêm đã đặt ông vào một cái thúng và thòng dây đưa ông ra ngoài trường thành. Từ đó trở đi, Saulo từ cả chuyên đi sát hại những tín đồ cơ đốc đã trở thành kẻ trung thành với đắng mới. Đức Chúa Giêsu Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng Thi thiên 119 câu 130